đã không tìm thấy nó. Tôi biết, cuối cùng thì tôi cũng sẽ tìm ra thôi. Có lẽ sẽ mất một chút thời gian, nhưng nó chắc chắn là đâu đó ngoài kia. Có lẽ nó xa hơn tôi nghĩ. Tôi cảm thấy một chút lạc lõng. Điều tôi cần bây giờ là đi đến một nơi mới, và hy vọng rằng nó sẽ ở đó. Thế rồi cuối cùng tôi có thể dừng lại việc tìm kiếm. Cuộc sống không được đo bằng số hơi thở chúng ta lấy được, mà bằng những khoảnh khắc đã lấy đi hơi thở của chúng ta. Vì vậy, tôi không hề hối tiếc vì những gì mình đã làm, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ hối tiếc vì những gì mình không làm. Hãy là chính bản thân bạn, bởi vì cuộc sống quá ngắn để làm một ai khác. Rồi, 2, 3, 1.